Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay và mến chúc quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa nay. Câu chuyện này như được chị Huyền gửi lại cho Như và toàn bộ sự việc này thì xảy ra với người chồng hiện tại của chị. Chồng của chị tên là anh Lương, mà hồi lúc trước khi chuyện bắt đầu xảy ra là hai người chưa có cưới nhau đâu, hồi đó là mới yêu nhau thôi. Quen nhau được năm mấy rồi mới tính tới cái chuyện hôn nhân thì chị Huyền với anh Lương nhà của ai cũng nghèo hết trơn á, cho nên là anh quyết định anh sẽ đi sang Nhật. Anh qua bên bển anh xuất khẩu lao động làm vài năm đi, có tiền có vốn rồi về bên này để cưới chị. Rồi dư giả ra nữa, anh sẽ lấy số tiền đó hai vợ chồng làm ăn, tính cho chuyện tương lai. Thì trong quá trình ảnh sang bên bển ảnh làm á, chị vẫn ở lại bên Việt Nam, vẫn làm lụng bình thường và chờ đợi ảnh về. Hàng tháng ở bên bển anh Lương làm được là ảnh gửi tiền về cho mẹ ở Việt Nam, mẹ ruột của anh á nghe. Ảnh gửi cho mẹ ảnh chia thành nhiều phần. Phần thứ nhất là cho riêng mẹ ảnh, phần thứ hai là để trả nợ, còn cái phần kia là cái phần mà để dành sau đó ảnh về anh sẽ lấy lại cái phần đó rồi ảnh cưới vợ làm ăn. Ảnh đã nói rõ với mẹ từ đầu rồi. Với lại là cái lúc mà đi á, mượn tiền là cũng ảnh đứng ra ảnh mượn, ảnh đi chứ không phải là nhờ gia đình mượn gì đâu, cho nên chỉ nhờ mẹ là lấy tiền đó trả nợ giùm thôi. Mẹ cũng ok, ảnh bên bển anh đi làm vậy đó, tới tận 3 năm trời sau, anh Lương quay trở về. Chị cũng rất là vui mừng khi người yêu của mình về. Và với một khoảng thời gian xa cách nhau lâu vậy á, mà hai người vẫn không có ai thay lòng đổi dạ cả. Hai người chuẩn bị nghĩ tới cái chuyện là sẽ có một đám cưới linh đình rồi. Nhưng sau khi về, anh Lương ảnh tá hỏa ra. Ảnh kêu mẹ là trả lại cái số tiền đó cho ảnh, mà mẹ cứ ấp a úng hoài à. Ngày đầu tiên ảnh về không có hỏi ảnh là con có mệt không, con có nhớ nhà không, không có quan tâm, mà mẹ anh hỏi là về lần này có được cho thêm tiền không con. Mẹ của anh Lương hỏi một câu vậy đó, là mẹ đề cập tiền lên trên hàng đầu, còn con cái mình là dạt về đằng sau rồi. Thì anh thấy cái thái độ của mẹ là hơi lạ lạ, anh mới nói thẳng: mẹ ơi, sao mẹ không đưa tiền cho con đi, cái tiền mà con gửi mẹ để dành á, tiền này để con cưới vợ làm ăn nữa. Lúc đó thái độ của mẹ anh Lương lạ lắm, im lặng chút xíu, đi ra sau nhà xong trở lên, mẹ nói là: Lương ơi, cái tiền của con á, mẹ xài gần hết rồi, với lại là mẹ chượng ít lại, mẹ để làm đám cưới cho thằng Út nè. Thằng Út là em trai ruột của anh Lương luôn, mà anh Út đó ảnh cũng lớn rồi, trai tráng cao nhọng bự chảng, cũng dư sức đi làm rồi, mà muốn cưới vợ thì tự ảnh kiếm tiền cưới đi, sao lại sử dụng tiền của anh Lương. Anh Lương ảnh cự, ảnh không chịu, nó là sao được mẹ, tiền này con làm giúp giả, con về con để cưới vợ cho con mà, còn thằng Út á, nó muốn gì thì tự nó làm đi chứ, sao lại lấy tiền của con. Rồi hàng tháng á, con có cho mẹ tiền riêng rồi tiền trả nợ này kia là con chia đàng hoàng hết rồi mà, giờ mẹ nói vậy sao được. Ở trong nhà mẹ của anh Lương thì có hai người con trai, có ảnh với lại là cái anh Út kia, mà mẹ thì thương anh Út dữ lắm. Ở trong nhà cái gì ngon cái gì tốt là dồn lại cho anh Út hết, còn anh Lương ấy chỉ là hàng giạt, là như không giống như con ruột luôn, thương mà thương không có bình đẳng gì hết trơn á. Ảnh rất là giận, ảnh đòi mẹ là phải trả tiền, mẹ nhất quyết không chịu, tiền mẹ giấu ở đâu đó ảnh cũng không biết chỗ nào để mà lục lấy lại. Một tháng mấy sau là tới ngày đám cưới của anh Út rồi, mẹ cũng đã đi hỏi vợ này kia chuẩn bị xong xuôi hết. Lấy cái số tiền mà anh vất vả làm lụng ở bên xứ người á, lấy tiền đó để mà hỏi vợ cho thằng em Út. Trong khi anh Lương không được dùng số tiền đó để cưới chị Huyền về. Mục tiêu từ ban đầu anh đi là để lấy tiền đó cưới vợ làm ăn, vậy đó mà bây giờ không được xài. Anh Lương anh quậy quá trời quậy luôn. Anh Út lúc đó anh chạy ra nói là: thì tiền của anh ấy, cho mẹ cũng như là tiền của tôi thôi, anh cho tôi xài đi làm gì dữ vậy. Cái tính của anh Út này ảnh cũng ngang ngược, ảnh cũng mất dạy lắm nha, do được cưng chiều dữ lắm, anh cái tính của ảnh không có đàng hoàng đâu, rất là hống hách. Rồi lúc đó là cãi lộn sùm hết trơn.
Về hai anh em cự lộn với nhau, thấy anh á xôm xôm lại đằng anh Út, cái mẹ đuổi thẳng cổ anh Lương luôn, không có cho anh Lương ở nhà nữa. Bây giờ mẹ Thiên vậy tới mức đó rồi thì anh cũng không có còn lời nào để nói cả. Anh giận quá, xách đồ rồi bỏ sang ở bên nhà của chị Huyền ở. Hai người mới dọn ra ở trong một cái chỗ trọ này rồi ra cũng đi làm như vậy. Trong khoảng thời gian đó anh Lương rất là tức, cứ thường xuyên về bên nhà đòi mẹ phải trả tiền lại. Do trong khoảng thời gian đó chưa có tới ngày cưới của anh Út, tức là mẹ có thể bà chưa có xài số tiền này đâu. Anh sang bên bển anh đòi giật một giật hai, bà mẹ bà không có trả. Hỏi thấy anh cứ qua đòi hoài, mẹ lại có thái độ khó chịu, mẹ đuổi anh. Mẹ nói là tao nuôi mày lớn chồng ngọng vậy rồi thì mày cho tao nhiêu đó tiền, có gì đâu mày qua mày đòi hoài vậy. Cự anh, la anh, thậm chí là thái độ. Anh lúc đó anh tức, tức muốn trào máu luôn mà không nói được thành lời. Rồi sang hai anh em cũng ẩu đả với nhau. Mẹ luôn luôn bênh vực cái người anh Út kia mà anh Lương là kệ. Ba trong nhà cũng vậy nữa. Mẹ nói sao thì ba nghe vậy. Cho nên nó ba mẹ với lại là anh Út, ba người là một phe, còn anh Lương là một phe mình ơn vậy đó. Mỗi lần sang bên bển đòi lại cái số tiền mà mình đổ mồ hôi sôi nước mắt làm được, bà qua đòi không trả. Cuối cùng thì ngày đám cưới của anh Út cũng đã tới rồi, mà anh Lương anh nghĩ thôi dù gì dù nó cũng là em của mình, ngày đám cưới anh cũng không có sang bên bển quậy nữa, qua thì tham dự đám cưới bình thường thôi, tiền vàng thì anh không có gì để cho cả. Nếu mà thằng em của mình bình thường á thì anh cho nó một hai chỉ vàng, còn đằng này cái số tiền mà anh làm á mấy trăm triệu lận chút ít ỏi gì đâu vậy đó, mà bây giờ mẹ đã lấy đưa cho cái người anh Út này cưới vợ hết trơn rồi, anh có còn lại cái gì cho mình đâu mà có tiền vàng cho cái người em này, với lại người em này cũng không có xứng đáng nữa. Lần đó là mang sang ở bên nhà của cô dâu là hỏi cưới mấy cây vàng luôn. Vàng hồi đó là cũng còn rẻ hơn bây giờ nghe, chứ không phải là 80 mấy triệu một cây như bây giờ. Thì cũng mang bên bển làm đám cưới rình rang linh đình. Anh Lương nhìn lại chị Huyền, chị đã chờ đợi anh, đợi cũng cả 5 năm trời rồi, giờ không đám cưới được, muốn đám cưới mà không có tiền đám cưới luôn. Anh mới nói chuyện nhẹ nhàng lại với mẹ mình, thì mẹ anh nó mới rầy anh, nói là Lương, mày làm anh kiểu gì kỳ cục vậy? Sao mày qua đám cưới của em mày mà mày không cho nó được phân vàng nó vậy mày? Anh lúc đó là anh quá điên, tiền của anh mấy trăm triệu lấy hết trơn rồi, còn đâu mà anh cho nữa? Vậy đó mà mẹ lại có thể mở miệng đòi anh cho vàng cái người em Út trong nhà. Qua đòi mấy lần rồi, giờ số tiền đó cũng đã thuộc về bên nhà gái bên kia, đòi đâu có còn được nữa. Anh coi như là 3 năm trời đi làm bên bển là bỏ phí luôn. Mà tội nghiệp anh Lương này lắm, ảnh đi làm bên bển mà ảnh để dành tiền á, tóc cũng không có dám cắt, quần áo cũng không dám mua sắm, ăn là ăn uống gói ghém khổ dữ lắm để gửi tiền về, vậy đó mà gia đình lại nỡ làm vậy với anh Lương. Ảnh cũng giận lắm, là anh Lương cùng với chị Huyền nè, hai người đăng ký kết hôn rồi làm vậy luôn, giờ không có tiền là đám cưới nữa, hai người ở chung với nhau. Lên trên khu vực của trung tâm ở tỉnh, hai vợ chồng giờ đi làm bình thường thôi, đi làm công ty sáng đi chiều về vậy đó. Anh giận gia đình rồi cũng không có muốn quay trở về nữa. Tối ngày mẹ ảnh mới gọi cho ảnh nói là Lương ơi, về nhà mẹ chia đất. Anh nghe cái tin này mà anh muốn sốc luôn, không nghĩ mẹ của mình giờ tốt dữ vậy ha, muốn chia đất cho mình. Thì hai vợ chồng cũng te rẹt đi về coi mẹ sẽ chia cái gì nè. Bởi vì ba với mẹ của anh Lương á cũng có tài sản, chứ không phải là nhà gì đó quá nghèo đâu. Cho ảnh đi sang bên Nhật vậy là để ảnh muốn kiếm tiền ảnh cưới vợ, chứ xin á ba mẹ đâu có cho đâu, nên ảnh mới tự lực cánh sinh như vậy. Gia đình có một cái nền nhà và có thêm 5 công đất nữa, với lại có thêm một cái miếng ruộng nhỏ xíu mà nó nằm ở một cái góc tuốt tuốt ở ngoài xa. Thì khi mà về á bàn bạc nói này kia xong là chia cho anh Út nền nhà, 5 công đất cũng cho anh Út luôn, còn mỗi một cái nó không được một công đất nữa, nó có một chút nhụm đất thôi mà nó nằm ở tuốt rìa đất của người ta, thì phần đất đó ba mẹ nói là sẽ để cho anh Lương. Anh Lương anh nghe vậy anh giận liền, anh nói là tại sao có hai người con trai mà cho gì cho không công bằng gì hết trơn vậy.
ba mẹ mới nói thì sau này thằng Út nó ở với tao thì tao già nó nuôi tao, thì vợ tao cho nó nhiều vậy là đúng rồi, còn mày mày cưới vợ xong mày đi mà, chứ mày có ở đây mày lo cho tao đâu. Anh Lương á, ảnh câm nín luôn, ảnh không nghĩ là mẹ của mình có thể nói ra được như vậy. Anh nói giận thì giận lắm, nhưng mà nếu sau này ba mẹ của ảnh có bệnh hoạn gì thì ảnh cũng về ảnh lo sao không, chứ không lẽ bỏ luôn. Bây giờ ba mẹ lại rạch ròi tới mức chia cho ảnh có một cục đất một chút xíu ở tuốt ở ngoại địa như vậy, còn bao nhiêu phần ngon của tốt là để cho thằng em Út hết trơn. Để có thể sang tên cho hai anh em cái phần đất này là phải đi ra ở ngoài quỹ ban, cả hai người cùng ký mới được. Nhưng anh Lương á, ảnh cảm thấy bất công dữ quá. Con cái rõ ràng là hai đứa, ảnh đi làm quần quật cực khổ muốn chết luôn, vậy đó mà giờ về bị gia đình đối xử như thế này, anh đâu có chịu. Ảnh nói là không, con không có ký đâu, ba mẹ làm sao làm coi được, chứ làm sao mà đối xử với con vậy, bộ con không phải là con của ba mẹ hả? Nói gì thì nói, mẹ của anh Lương luôn luôn bênh vực cái người anh Út kia, cái gì là cũng nói cái tốt đẹp cho ảnh hết, rồi bao nhiêu cái xấu bao nhiêu cái thiệt thòi là đẩy qua hết cho anh Lương, rất là tội nghiệp anh Lương ha. Thì anh Lương anh giận lắm, hai vợ chồng nắm tay nhau đi về luôn. Qua 2 ngày hôm sau thì cả gia đình ba mẹ vợ chồng của người anh Út đó đều kéo sang ở bên khu trọ mà vợ chồng chị Huyền ở nè. Hai vợ chồng vừa mới về thấy cả nhà gì mà đứng đợi trước cửa vậy. Qua bên đây mẹ của anh Lương lại kêu là về bên bển ký tên đi. Mới đầu là nói chuyện với cái giọng ngọt ngào vuốt ve năn nỉ, nhưng cái điều đó quá là bất công với anh Lương rồi, anh đâu có chịu. Thì nói một chút xíu nữa, người mẹ đó quay mặt 180 độ luôn. Hồi lúc sớm bà còn nói chuyện nhẹ nhàng hen, bây giờ là bà chửi bà quát sùm hết trơn à, giống như là ép buộc anh Lương phải về ký. Tính của anh Lương ảnh cũng bộc trực lắm, anh đâu có chịu, anh nói là con không có về con ký đâu, ba mẹ về đi đừng có kêu con nữa, rồi muốn cho gì nó thì cho đi con không có biết đâu. Anh Lương anh nói vậy á, thì cái người anh Út kia mới xôm xôm vô, hai anh em sáp lá cà với nhau. Trong lúc đó cái người vợ của anh Út nè, mợ Út á, can hai người ra mà cái kiểu can rất là kỳ lạ. Khi phóng lại can hai người, thí dụ mỗi người mình ôm một người để cho lôi hai người đàn ông ra, còn đằng này cái bà mợ Út đó bà vòng ra ở sau đầu của anh Lương, bà nắm đầu anh Lương lôi ra. Trời ơi, cái này có phải là can không hay là đang hùa lại quýnh vậy? Mợ Út khi mà cưới về đây á, chị nhìn thì cũng biết được cái bà mợ Út này bà cũng không phải là một người đàng hoàng đâu. Gia đình thì cũng khá giả đó, mà nhìn tướng số, nhìn cái mặt là ác thâm độc dữ lắm. Rồi thấy nắm đầu đang hồi, rồi những người dân trong khu trọ nè, người ta cũng can ngăn ra. Một lát sau thấy không có nói chuyện được nữa, cho nên cả gia đình mới kéo về. Còn lại hai vợ chồng ở lại trong khu trọ. Những người ở trong đây nè, biết được câu chuyện, người ta chửi gia đình quá trời luôn. Nhưng mà thôi, dù gì thì dù chuyện gia đình của mình nó cũng không muốn để người ngoài biết nhiều. Hai vợ chồng cũng giận dữ lắm, nói là không lẽ giờ bỏ đi, lên Sài Gòn luôn đi, cho ba mẹ khỏi tìm nữa, phiền quá, rồi muốn làm gì nó thì làm, anh nhất quyết là anh không có về ký đâu. Anh Lương nói với chị Huyền như vậy. Và từ sau ngày hôm đó, chồng của chị có những cái hiện tượng kỳ lạ nha. Buổi tối anh không có ngủ được, anh cứ trằn trọc đứng lên ngồi xuống hoài. Chị hỏi anh ơi anh sao vậy, bộ khó ngủ hả? Anh Lương nói em ơi sao mà anh nhức đầu quá à? Anh nằm xuống một cái anh có cảm giác giống như ai đó đè cái đầu của anh đó, nó nặng khủng khiếp luôn á. Mấy ngày đầu chỉ bị những hiện tượng nhẹ nhẹ như vậy thôi, càng về sau nữa nhiều lúc đang ngồi bình thường anh ôm lấy cái đầu là ui da ui da, chụp lấy cái đầu anh rên đau đớn. Có bữa anh đau tới nỗi làm cái phần da mặt của anh nó đỏ ửng lên, con mắt chảy nước mắt luôn, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Hai vợ chồng có lên trên bệnh viện đi khám mà khám không có ra bệnh gì hết, mọi thứ vẫn bình thường. Về nhà anh Lương ảnh nói với chị, buổi tối ảnh có nhìn thấy một cái người phụ nữ đứng dưới chân của hai vợ chồng. Khi mà nghe ảnh nói vậy chị hết hồn, không lẽ là chị thuê trúng cái chỗ trọ này có ma sao, mà vô ở hôm trại đâu thấy gì đâu. Anh nói anh cũng không có biết nữa, ngày hôm qua anh nằm ngủ mà anh khó ngủ quá, mở mắt ra anh thấy cái bà đó đó,
Cái tướng của bà lùng lùng mập mập nghe, đầu tóc của bà bù xù mà cái mặt ghê lắm, cái mặt trắng xác à. Trên miệng của bà chảy ra máu me gì đó không biết, bà nhìn anh chậm chậm luôn. Anh hết hồn nhìn lại cái là bà biến mất. Nghe chồng của mình kể chị cũng hơi rợn rợn người rồi, rồi để tính là coi làm sao, nếu mà thấy nữa hai vợ chồng sẽ chuyển trọ. Mới nói bữa trước, tối ngày hôm sau lại tiếp tục gặp nữa. Bữa hôm đó là ảnh đi vệ sinh, vừa mới mở cửa từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cái bà đó, bà chặn ở ngay chỗ hướng bếp á, bà đứng thù lù đó, mặt mắt trợn lên, vừa nhìn anh vừa cười. Anh thấy bà một cái đầu óc nó đau điến, mà anh nghe cái tiếng nha, anh nghe cái tiếng gì đó nó thầm thầm thầm, không có nghe rõ. Nghe như là cái bà đó bà đọc kinh đọc kệ gì đó không biết nữa, mà bà đọc nhân với tốc độ gấp mấy lần, bà đọc nhanh lắm. Anh nghe cái đầu của anh đau điến hồn. Thì một hồi nữa không nghe, cái đầu bớt đau và nhìn lại anh không có thấy bà nữa. Cảm giác càng ngày càng sợ hoang mang hơn. Rồi hai vợ chồng quyết định là sẽ chuyển đi chỗ khác luôn. Khi chuyển trọ rồi á, là sang một cái chỗ trọ khác cũng gần gần đây thôi, cách có 3-4 cây số à. Nhưng mà qua ở bên chỗ trọ mới này vẫn bị cái hiện tượng y chang như vậy luôn. Anh nói tối là ngủ không được, có cảm giác như ai kêu ai khều. Bà mở mắt ra lại thấy cái bà đó. Tức là cái bà đó bà lại dông dí ở đâu không biết, không phải là bà ở bên khu trọ kia rồi. Bà xuất hiện từ hồi nào mà theo anh cho tới bây giờ luôn. Bà quậy phá hai vợ chồng. Rồi buổi sáng ở trong nhà, hai vợ chồng cứ cự cãi suốt à. Ảnh thường xuyên khó chịu, nóng nảy, mà cái tính của ảnh đâu phải như vậy đâu. Trước khi cái ngày mà cái bà mợ đó đó, bà mợ út nắm đầu của anh Lương, thì anh Lương tính tình của ảnh còn bình thường. Sau cái ngày hôm đó, anh nói tính nó khó ở, làm cái gì cũng khó chịu, anh đụng cái gì mà bực bực một cái là anh chọi bể. Kỳ cục dữ lắm, giống như ảnh đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Càng về sau nữa, anh ăn không ngon, ngủ không yên, nhắm mắt lại cũng thấy bà đó. Mà đêm khuya mở mắt ra cũng lại thấy cái người phụ nữ đó. Bà cứ nhìn anh cười mà ngoại hình của bà thấy ghê lắm. Còn tưởng là mình bị dông dí ở đâu đó theo ám rồi, định là đi thầy đó, nhưng mà chưa có kịp đi. Thì hôm sau nữa, mẹ của anh mới gọi nói là ba bị bệnh nặng. Nghe vậy hai vợ chồng cũng đi về, mặc dù giận giận chứ nghe tin ba mẹ của mình bị bệnh mà anh cũng về. Thì khi mà về mới phát hiện ra là mẹ nói xạo, ba đâu có bệnh gì đâu, ba khỏe tre hả? Mẹ điện nói với anh như vậy là để kêu anh về và một lần nữa yêu cầu anh đi ra ngoài quỹ ban á, ký để sang tên cho vợ chồng anh Út này. Nghe tới đó anh giận khủng khiếp luôn. Anh lại cự cãi, ngày hôm đó cũng có vợ chồng anh Út ở đó nữa, anh Út anh cũng xơm xơm lại. Anh thì có hai vợ chồng thôi, rồi gia đình thì lại có là ba mẹ nè, vợ chồng anh Út, bốn người lận, hai người sao làm lại bốn người. Nói chuyện cãi qua cãi lại thấy cũng được gì hết. Nhìn vào trong chính căn nhà của mình, anh lại thấy cái người phụ nữ kinh dị đó. Bà đứng ở ngay trước cái chỗ cửa buồng á, bà đang nhìn ra, bà nở một cái nụ cười mà cái miệng của bà cười nhếch nhếch sang một bên như thế này, cái mặt thâm hiểm dữ lắm. Khi mà anh thấy cái người phụ nữ đó, lập tức đầu của anh Lương nó đau ê ẩm mà đầu óc nó quay mồng mồng. Trước mặt á, anh thấy mọi cảnh vật nó chao đảo qua lại như thế này, đứng không vững nữa nên anh đã ngã khuỵu xuống. Anh chưa có xỉu và anh vẫn còn nghe thấy cái tiếng của người phụ nữ đó. Bây giờ là ba mẹ anh em đang nói chuyện xung quanh cái lỗ tai của anh, mà anh không có còn nghe được những cái tiếng nói của gia đình nữa, mà anh nghe thấy cái giọng của người phụ nữ đó. Bà là đọc vậy đó. Anh nhức đầu quá chịu hết nổi rồi, anh la làng lên rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài xe. Anh kêu vợ chở về. Chị Huyền chạy về nhà rồi thì anh mới kể lại cho chị nghe vậy đó. Sau cái ngày hôm đó, người em trai vẫn chưa có buông tha cho anh. Anh vừa mới đi làm về, buổi chiều thì người em trai đó đã đón đợi ở trước cổng trọ. Vào cái lập tức chạy lại túm cổ áo của anh và kêu anh phải về bên nhà bển á, rồi ký tên này kia đi cho xong xuôi hết. Anh nhất quyết là anh không chịu.
Khi mà hai anh em đối đầu với nhau, anh Lương cảm nhận được cơ thể của mình yếu một cách lạ thường, không có cách nào mà dùng dãy lại luôn á, nổi cái việc mà mình đẩy cái tay ra vậy nè mà anh không có sức nữa. Anh Lương không biết bị gì. Rồi nói chuyện thêm một chút xíu nữa, đầu óc choáng váng quá nên là anh bỏ dạo trong nhà, đóng sầm cửa lại. Nghe thằng em ở bên ngoài nó kêu sầm hết trơn à, mà thôi cũng kệ luôn. Từ sau cái ngày hôm đó, càng ngày anh Lương càng yếu, thấy con mắt của anh nó thâm quầng lại, hôm trời ăn uống ngủ nghỉ không được á, người thì nó ốm, nhìn sức khỏe xuống cấp một cách ghê lắm. Rồi cái phần môi ấy, thấy nó cứ thâm thâm nhạt nhạt, da môi nó bong tróc hết trơn à, tội nghiệp dữ lắm. Chị Huyền thấy vậy bồi bổ cho anh nhiều, mà anh ăn vô chút xíu là cái anh huệ ra hết trơn. Thấy anh ăn uống cũng được nữa, chị rất là thương. Rồi anh có tâm sự với chị, anh nói khoảng thời gian đó giống như anh bị tra tấn. Nhắm mắt lại là thấy cái người phụ nữ đã sợ rồi mà bà còn la hét, bà còn đọc nhấm nhẩm cái gì nữa, khiến cho đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không khi nào được nghỉ ngơi hết. Anh cảm thấy rất là mệt, anh muốn buông bỏ hết gia đình bên bển. Anh có nói với chị Huyền nè, hay là anh về bên bển anh ký luôn cho rồi, chứ giờ anh mệt quá em ơi. Chị mới nói với anh, cái này là chuyện gia đình của anh, nếu mà anh muốn ký để hết cái phần đó cho em anh thì anh cứ về bên bển anh ký. Em dù gì cũng là con dâu người ngoài thôi, rồi anh làm vậy em cũng không có ý kiến gì đâu, em ủng hộ ý kiến của anh. Chị nói với anh vậy đó thì anh suy nghĩ, anh nói là anh thì anh không có muốn ký đâu, anh muốn kệ luôn, nhưng giờ anh có cảm giác mệt quá, anh muốn buông bỏ. Anh nói như vậy đó, nhưng mà anh vẫn chưa có bỏ, anh cứ duy trì thêm một khoảng thời gian. Sau tối nào cũng vậy, thấy anh Lương anh ngồi anh không ngủ được, cái này anh cứ gật gà gật gù như thế này nè, kiểu mà buồn ngủ nhưng có ai chống cái con mắt của anh lên, khiến con mắt phải mở, cứ banh mở như vậy sao mà chịu nổi. Rồi càng về sau nữa, anh đi làm không có nổi, buổi tối không ngủ được nè, sáng vô làm cái giật giờ vậy người ta đâu có chịu, nên là người ta đuổi luôn. Chị về chị thấy anh cào xước mình mẩy trầy trụa tùm lum hết trơn à, mà toàn là những dấu móng tay của anh thôi. Chị hết hồn cho hỏi, ủa anh ơi bị gì vậy? Chị thấy anh lại tiếp tục anh cào, nói em ơi anh khó chịu quá, anh mệt quá em ơi, anh mệt quá. Anh vừa nói vừa khóc miếu máu giống như những cái người mà bị nghiện vậy đó, trong khi là anh không có nghiện gì hết nha, anh không có chơi chốc này kia đâu, chỉ là anh mệt mỏi quá. Anh nói là anh đau ở trong bụng, đau trong lục phủ ngũ tạng. Anh khóc một hồi, hai con mắt của anh rỉ ra máu. Trời ơi, chị sản hồn liền, chị đưa ảnh vô trong khoa cấp cứu. Bị nặng tới như vậy mà lên trên trển người ta khám không có ra bệnh tình gì cả, chỉ nói là anh bị suy nhược cơ thể thôi. Cho tiêm thuốc này kia đậu xong, qua sáng ngày hôm sau là trả về. Về rồi anh vẫn bị cái hiện tượng như vậy. Mẹ của ảnh sang bên này đập cửa kêu, kêu là Lương ơi, mày về bển mày ký sang tên cho em mày đi luôn. Ảnh thì ảnh nằm liệt ở trên giường rồi, chị mới ra chị mở cửa. Mẹ song song đi vào, vào thấy con của mình sức khỏe tiều tụy nằm trên giường vậy đó, mà mẹ của anh Lương không hề hỏi thăm ảnh một lời nào trơn á. Mẹ của ảnh cứ một hai kêu ảnh về bên bển ký tên để sang cho cái anh Út kia. Chị cũng đã có cái ý nghĩ trong đầu là có phải anh Lương là con ruột của mẹ anh không vậy, chứ ai đâu mà lại đối xử với con ruột của mình tệ tới mức như vậy. Chị ngỡ ngàng luôn. Thì cứ ở đó kêu lai xong, anh Lương anh mệt lắm, anh không trả lời, mắt thì đờ đẫn nhìn mẹ mình vậy thôi. Thấy tới nói chuyện không có được nên mẹ của ảnh xách cái đi về te te vậy đó, không hề nhìn chị một cái mà không hỏi con mình một tiếng luôn. Chị thấy tình cảnh này không ổn rồi, đi bác sĩ mà khám không ra, chị mới cầu cứu bà ngoại của chị. Ba với mẹ của chị thì thấy vậy cứ kêu đi bệnh viện, ba mẹ thì không có biết về chuyện tâm linh nhiều, có bà ngoại thì biết. Chị mới hỏi là bà ngoại ơi, giờ chồng con bị vậy đó, giờ sao bà ngoại? Bà ngoại có tới thăm thì tới cái bà ngoại hết hồn, bà ngoại nói trời ơi cái thằng này nó bị người ta yểm bùa hay gì rồi. Bà ngoại mới chỉ lên trên một cái ông thầy này, kêu là chở đi liền đi, chứ mà để lâu nữa nhiều khi chồng chị không có sống nổi luôn. Chị cùng với cả gia đình ở bên chị
đưa anh Lương lên trên cái ông thầy đó. Mà có lúc đưa lên là thấy ảnh thôi thóp, ảnh yếu như cọng bún vậy đó, ngồi mà ngồi không nổi nữa. Mà vừa lên thầy nhìn một cái thầy nói trời ơi sao giờ mới đưa lên thầy. Nói xong rồi thầy kêu gia đình đi ra ngoài hết. Thầy ở đây thầy làm cái gì đó với anh Lương không biết. Anh nói lúc đó mệt quá, anh chỉ nghe là thầy đọc cái gì á. Anh kể lại lúc đó anh mệt quá, anh không có nhớ rõ nữa, chỉ nghe là thầy đọc nhẩm 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 cái gì á. Rồi thầy còn mân mê thì mò 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 cái gì ở trên tóc á, thầy ấn ấn vô đầu. Anh chỉ nhớ như vậy thôi. Một lát sau thầy kêu cả gia đình đi vô. Anh Lương thì anh xỉu luôn rồi. Chị sợ đó, ủa thầy chồng con bị gì vậy thầy? Chị lo cho chồng mình, cái này là điều đương nhiên. Mà thầy an ủi, thầy nói là không có sao, không có sao. Chồng của con á sẽ khỏe lại sớm thôi. Thầy mới chỉ lên trên từng cái chân tóc của ảnh. Cả nhà nhìn thấy ở mỗi cái phần chân tóc mà thầy nặng ra là nó có một cái giống như là cái trứng của con kiến á. Và cái trứng này màu đen nha, nó có cái hình giống như hạt gạo của mình vậy đó. Mà từ ở trong cái chân tóc thầy nặng một cái là nó lòi ra. Trời ơi, cái này là cái gì? Cả nhà xanh mặt mày hết trơn à. Thầy mới hỏi gia đình là làm sao để cho cái người thù ghét á lấy được tóc của chồng con, rồi biết ngày sinh bát tự này kia. Thì chị mới im lặng, chị nói là ai làm, rồi chồng chị bị gì. Thầy giải thích, thầy nói là gia đình con có phải đang lấn cấn cái chuyện kinh tế với một ai đó mà người này cũng là người thân của chồng con không? Thì thầy hỏi tới đây là biết liền, còn ai nữa? Cái thằng em chồng nhà của chị. Chị mới nhớ lại cái hôm đầu tiên mà hai bên xô xát với nhau á, cái bà mợ út kia, thì cái người mợ út đó có nắm đầu chồng chị, có thể lúc đó đã bị lấy tóc rồi. Thầy nói thầy đã làm xong xuôi hết rồi, nhưng bây giờ hai vợ chồng hạn chế gặp cái người mà có thù hận với mình đi, mất công người ta lại hại nữa. Sau khi chị nghe thầy nói toàn bộ những chuyện đó thì chị biết chắc chắn do hai vợ chồng của cái người em út kia làm. Chị rất là giận, chị muốn thầy trả đũa, nhưng mà thầy nói thôi đừng có làm như vậy. Ai người ta làm nghiệp thì người ta sẽ gánh thôi, còn nếu mà giờ con hại người ta thì con mới có cái nghiệp mới của con đó. Thầy dặn vợ hai vợ chồng đi đâu đó xa xa đi, rồi từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi về là không có ở ngoài trọ nữa, về hẳn nhà của chị luôn, ở tạm tuần cho ảnh khỏe khoắn lại nè. Thì sau khi đi từ ông thầy về, anh Lương ảnh khỏe thiệt. Ảnh ăn uống lại bình thường, rồi thấy người cũng mập mạp dần ra, con mắt nó cũng đỡ thâm hơn, hôm bữa là nó thâm xị như con gấu trúc luôn. Thấy ổn ổn rồi, hai vợ chồng mới quyết định là vợ lên hẳn ở trên Bình Dương luôn, cắt đứt liên lạc với gia đình bên nhà của anh Lương hoàn toàn, để cho mẹ cha rồi mẹ khỏi gọi điện lên nữa đi. Rồi nhỡ đâu biết được rồi anh Lương ở đâu rồi làm như vậy với ảnh nữa. Không nghĩ cái người em ruột của anh Lương lại có thể đối xử mà làm bùa làm ngải hại ảnh. Sau khi mà hai vợ chồng đi rồi á, nghe mẹ của chị Huyền kể lại là gia đình bên bển sang bên nhà của chị Huyền là hỏi vợ chồng của anh Lương ở đâu, nhưng gia đình cũng giấu luôn, không có chỉ. Một khoảng thời gian sau, tới gần là Tết Nguyên Đán của năm 2 năm sau lận, về bên nhà của chị Huyền để chơi, anh Lương cũng về chung luôn. Cả nhà đang chơi rất là vui thì mẹ ruột của anh Lương chạy sang bên này, mặt mày quýnh quán, và biết được anh Lương đang ở trong nhà nè, chạy qua bên đây để kêu anh Lương cho tiền. Không phải là mẹ xin tiền cho mẹ hay là cái gì đâu, mà mẹ nói cái người em út kia đi nhậu xỉn về, vợ đụng người ta bị tai nạn rất là nặng, vô trong bệnh viện không có tiền đền. Biết được anh Lương về bên nhà vợ đi chơi nè, cho nên chạy sang bên đây để mà kêu anh Lương cho tiền đi, để bà đem vô trong bệnh viện lo cho thằng con trai út của bà. Gia đình của chị Huyền nè đứng ra bên giật cho anh Lương. Giờ không biết ai là mẹ ruột, ai là mẹ vợ luôn. Mẹ của chị Huyền á đứng ra bên anh Lương hen, mà chửi cái bà mẹ của anh Lương quá trời luôn. Nói là bà là mẹ mà bà đối xử với nó như vậy, bà biết là thằng Út nó hại thằng Lương không? Mà nghe nói tới đây hình như là mẹ của anh Lương biết nha. Thấy bà sững người lại một lúc, vẻ mặt đó là có vẻ bà biết á, bà bị chọt bụng rồi thôi. Thấy bên nhà la quá trời la, bà chạy qua cầu xin anh Lương, nhưng mà anh Lương cũng làm lơ luôn.
Mặc dù biết mẹ của mình nhưng mà bây giờ lại xin tiền rồi để lo cho thằng Út kia, trong khi thằng Út nó hại mình vậy. Thôi anh cũng lơ luôn, lần này là quyết đoán rồi. Thấy là xin không được, mẹ của ảnh mới đứng chửi. Sau một hồi chửi rủa rồi, ở đây mẹ của chị Huyền đâu có vừa, tới nhà của người ta ngay Tết mà chửi sầm, mẹ đuổi thẳng cổ về luôn. Nghe nói sau đó không có tiền mình đền cho anh ta, rồi kiện tụng này kia rất là lu bu. Về cái phần vợ của anh Út này á, sau đó vợ của ảnh cũng bỏ ảnh luôn. Ảnh gặp chuyện rồi đâu có ở được nữa, là cái người đó cũng bỏ, nghe nói là theo một cái người khác đi Sài Gòn. Còn tài sản ở trong nhà đã bị ảnh bán từ lâu rồi. Khi vợ chồng của anh Lương đi nè, chừng 6 tháng sau thôi, không biết là cái bà mẹ nè nghe ảnh rồi bán hết trơn luôn. Từ sau đó cho tới bây giờ ảnh nó cũng không có liên lạc lại với gia đình, mặc dù biết đó là ba là mẹ của mình, nhưng mà hai người đối xử với ảnh rất là tệ. Nói là sao mà anh Lương ảnh lại tệ bạc, ảnh lại bất hiếu với ba mẹ mình như vậy. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, nói là nuôi ảnh nhưng mà đâu có nuôi gì đâu. Ảnh là ảnh ở bên nhà của bà nội á, rồi sau này nội mất ảnh mới về lại ở bên nhà của ba mẹ để ở. Rồi khi mà ảnh quay trở lại, ảnh mười mấy tuổi rồi, ảnh có thể tự sinh hoạt này kia. Ảnh thậm chí phải nghỉ học để nhường cái suất học đó cho thằng em Út. Mà thằng em Út học ngu lắm với lại là lười nữa. Ảnh đã phải chịu bất công rất là nhiều từ nhỏ rồi, nên bây giờ ảnh làm cái chuyện đó là cũng đúng. Có thể ai nói này nói kia, nhưng người trong cuộc sẽ là cái người hiểu rõ nhất hen quý vị. Rồi từ đó cho tới bây giờ luôn là đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên gia đình bên kia. Đó là toàn bộ câu chuyện như được chị Huyền gửi lại cho Như, một câu chuyện rất là hay. Giống như là chị chia sẻ lại với Như, có thể người ngoài người ta sẽ trách anh Lương, nhưng chỉ có những người ở trong cuộc giống như vợ chồng của anh, trải qua một lần nhém một chút nữa là đi xuống âm phủ luôn rồi. Chỉ khi tới mức đó mới biết là gia đình đối xử tệ bạc với ảnh như thế nào, nên ảnh mới trở thành một con người như vậy. Đây là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được chị Thư gửi lại cho Như. Chị kể ở gần nhà chị á, có một cái bệnh viện bỏ hoang mà bây giờ là người ta san bằng rồi. Trước đó ở chỗ bệnh viện bỏ hoang này đã có rất là nhiều câu chuyện về hồn ma của một người nữ y tá ở đó. Trong quá trình bệnh viện còn hoạt động còn làm việc cái nghe, thì nghe nói có một cái chị y tá này thì chị đã bị xâm hại như thế nào á, rồi nghe nói là bị cấp trên gì đó, cụ thể như thế nào thì chị Thư bà không có biết, mà chỉ nghe kể phong phanh là như vậy thôi. Buồn quá cho nên chị y tá bà đã lựa chọn bà mất ở tại ngay bệnh viện luôn. Sau khi phát hiện ra rồi người ta cũng đem cái xác của chị về, rồi xong cái vụ này là cũng bị cho qua luôn. Nhưng mà sau đó những người bệnh nhân rồi người nuôi bệnh ở đây đã nhìn thấy vong hồn của cái cô y tá này. Có mấy đứa con nít buổi tối nằm ngủ ở đây là nó sẽ bị khóc ré lên, rồi người của nó bị tím tái. Hỏi lại nó bị gì, đứa nào lớn lớn chút xíu nó kể, nó nói là thấy một cái cô y tá đó mà mặt mày nhìn ghê lắm, nhìn dữ lắm, lại nhéo người nó. Khi mà nó nói vậy á, ba mẹ mới ngỡ ngàng. Mình thì mình canh trực con của mình suốt, làm gì có y tá nào mà lại ngắt nhéo con mình không thấy được, không có biết đâu. Sau mấy bữa nữa, buổi sáng luôn, đang ngồi bình thường, đứa nhỏ nó chỉ vào một cái góc nào đó, nó nói là mẹ mẹ cái cô y tá đó kìa mẹ, cái cô đó kìa mẹ. Người ta quay vào chỉ nhìn thấy một cái góc trống quơ trống quát, không hề có một cô y tá nào giống như mấy đứa nhỏ nó thấy cả. Mà không phải một đứa hai đứa đâu, rất là nhiều đứa nhỏ nó thấy. Rồi ở đây ngủ bị chọc, bị hù, bị ghẹo vậy rất là nhiều. Không những vậy, người lớn cũng gặp luôn. Có người nhìn thấy là cổ đi ở trên cái dãy hành lang, thì người này cần hỏi cái gì đó mới lại hỏi cổ. Hai người nói chuyện với nhau xong vài câu rồi, người này vẫn chưa biết cái cô y tá đó là ma đâu. Sau khi nói chuyện xong, cô y tá cũng quay đầu đi. Thì cô đi được vài bước, người này mới nhìn thấy từ cái phần chân của cổ biến mất, rồi phần đùi biến mất, xong cái phần bụng biến mất, chỉ còn lại mỗi có cái đầu nó bay lơ lửng ở trong không khí như vậy á. Người này đứng thình,
Nhìn chằm chằm thì cô y tá cũng mới xoay cái đầu của cổ lại rồi cổ cười một cái nụ cười bí hiểm. Trời ơi, cái người đó la quá trời luôn, rất là sợ, và tới khi này mới biết mình đã gặp ma. Tới tối nào cũng vậy, khoảng cái lúc 2 giờ sáng thì người ta sẽ thấy trong hồn của cô y tá này, cổ ngồi ở trên những cái băng ghế, cổ ngồi cổ mặc đúng trên người là cái bộ đồ y tá bình thường hen, vẫn còn đội cái nón trắng trắng nhỏ nhỏ trên đầu nữa. Thì mới đầu người ta thấy cũng không có để ý, cứ nghĩ là nhân viên của bệnh viện thôi. Nhưng mà sau đó người ta nhìn kỹ lại, thấy cơ thể của cái cô này nó xám xám, mà cái đầu cứ gục gục xuống vậy nè, kỳ quá. Người ta đi ngang qua, thấy cái mặt một cái là hú hồn luôn. Con mắt của cổ nó trắng tươi à, mà ở chính giữa cái tròng đen rồi bên ngoài nó còn có cái gì đó xanh xanh nữa. Gân guốc ở trên người của cổ nổi lên rất là nhiều, mà ai kêu cái cổ nhoẻn miệng cổ cười. Răng của cổ trở nên rất là thưa và có những cái kẽ đen lớn. Trên tay của cổ vẫn rỉ máu, mặt mày thì kinh hãi vậy đó. Ta vừa nhìn thì đã biết đó là ma rồi, cũng sợ la sầm hết trơn, mà không có cách nào á khiến cho vong hồn của cổ đi được cả. Do cổ mất oan ức quá cho nên là cổ ở lại bệnh viện hoài luôn, người ta cứ thường xuyên thấy như vậy đó. Đó là trong quá trình bệnh viện còn hoạt động thì người ta thấy vong hồn của cổ cũng nhiều vụ rồi. Tới sau này không biết vì một cái nguyên nhân nào đó là ở chỗ bệnh viện này á không có còn hoạt động nữa, bắt đầu bỏ quan. Thời điểm đầu mới bỏ quan thì cái bệnh viện nó chưa phải là quá cũ đâu, cây cỏ nó chưa có mọc lên tùm nhiều. Có những cái bọn mà nó chơi chó trắng á, nó mới lén vô trong này nó chơi. Rồi vô chơi kiểu gì không biết, lại gặp phải vong hồn của cái cô y tá này, cố hiện ra, cố bẻ tay tụi nó lội tay luôn. Rồi chạy ra tụi nó la sầm hết trơn à. Dân ở đây người ta mới thấy, mà thấy tụi nó có đứa thì nó chạy ra, mà nó cắm đầu nó chạy không nhìn đường xá gì cả, nhém một xíu nữa là còn bị xe đụng. Rồi có mấy đứa nó chạy ra xong là như nó muốn bị điên điên khùng khùng luôn, không có bình thường nữa. Chị Thư nghe kể lại có một cái vụ như thế này, là cái anh đó đó, anh đi ngang qua bệnh viện, anh dừng xe ở phía trước, anh mới nghe giọng của một cái cô gái kêu anh. Anh nhìn vào, anh thấy cô y tá mặc cái bộ áo trắng đó đứng nhìn anh, thì anh hết hồn rồi, anh còn tưởng là mình qua mắt không à. Dụi mắt lại mấy lần mở ra vẫn còn thấy cổ nhìn ở đó, rồi cổ còn đưa tay cũng quát 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 anh vậy nè. Anh nhìn xuống, anh thấy cổ đứng lơ lửng ở trên mặt đất và không có mang dép dài gì trơn á. Biết cổ là ma, tại vì cái bệnh viện này nó bỏ hoang rồi, đâu có ai ở nữa đâu mà có y tá ở đây. Anh bỏ cái xe, anh chạy qua ở bên hông, anh la trời đất hết trơn à. Một hồi á, mới có vài người qua bên đây phụ lụm cái xe của anh đem qua bển. Hồn ma của cô y tá đó đã rất là nổi tiếng rồi. Thì sau khi mà gặp ma xong á, anh về anh bị sốt, anh cứ nhắm mắt lại là thấy cô gái đó cười với ảnh. Tháng sau là thần kinh của ảnh nó không có được ổn định, anh phải đi khám chữa. Rồi xong sau đó về mới quay trở lại bình thường. Những người dân sống trong khu vực lân cận ở đây, cứ tới buổi tối ai mà có đi ngang là sẽ nghe thấy tiếng khóc cũng có, tiếng cười cũng có, nó vang vọng lắm. Người ta nhìn vào thì thấy có một bóng trắng đứng từ xa, còn ai mà đứng gần hơn xíu nữa là thấy rõ ràng vong hồn của cái cô y tá này luôn. Đầu tóc của cổ bù xù bết bát và vẫn mặc cái bộ đồ y tá đó, cổ đứng im ru à, không có làm gì hết trơn nha. Một tay thì sụi xuống, cái đầu thì cũng nghiêng nghiêng lạc lìa qua một bên, rồi cổ đứng chân cao chân thấp vậy đó. Cổ nhìn ta thì nhìn cái ngoại hình này người ta biết đó là ma rồi. Có người sợ quá là bị nói sảng luôn. Rồi thêm một cái lần kia nữa là có ba cái thằng đó, ba cái thằng này là thanh niên trôi trôi, không sợ trời không sợ đất gì hết, nghe đồn là trong bệnh viện này có ma y tá vậy, sung quá trời. Ba thằng mới rủ nhau vào trong bệnh viện để khám phá thử coi con ma quỷ là như thế nào. Thời điểm đó thì cũng có điện thoại rồi và YouTube bắt đầu thịnh hành hơn, tụi nó mới vô, tụi nó cầm điện thoại quay lại, không biết có quay được gì không. Một hồi chạy ra, mặt mày đứa nào cũng xanh lè xanh lét, hỏi tụi nó gặp gì thì nó không có kể, mà không thấy là ba cái thằng thanh niên nó đăng cái clip gì lên YouTube hết trơn nha. Sau đó một trong ba thằng bị tai nạn rồi mất, còn một thằng kia thì nó bị bệnh gì đó rất là lạ cũng qua đời luôn, chỉ còn lại một thằng thôi. Thì
người cuối cùng còn sống cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có còn được bình thường nữa. Có thể cái đêm hôm đó cả ba tên thanh niên này đã trải qua cái gì đó rất là kinh hãi, mà cụ thể gặp cái gì thì tụi nó không có đăng lên, cũng không có kể lại nữa, nên người ta không có biết. Chỉ thấy là nó chạy ra trong đêm rồi tụi nó la sùm như vậy thôi. Do đây mọi người đã biết về vong hồn của cái cô y tá này thì có nhiều người cũng liều lắm tới đây để xin số đề. Thì khi mà tới đây để xin, mới đầu cắm cây nhang xuống thấy cây nhang nó rung rinh, trong khi ở phía trong chút xíu nè đâu có gió gì đâu mà cây nhang nó rung lắc, có cái gì đó ướt chảy xuống. Ngóc đầu nhìn lên, cô y tá của đang bay lơ lửng cách mặt đất chừng mét nha, cái đầu cũng cung xuống vậy nè, cái miệng thì cười, chưa có kịp xin số đề nữa, thấy cảnh kinh hãi đó quá, những cái người này tuôn cắm đầu chạy hết. Ở trong cái chỗ bệnh viện bỏ hoang này, sau khi đã bỏ hoang rồi, người ta vẫn có để những cái lưu hương cúng ở phía trong rất là nhiều. Tới sau này nữa, người ta không có ai vô hết, rồi cây cối nó mọc lên theo thời gian, tường, tôn, gạch đỡ nó cũng bị sập dần. Tới sau này nữa, ở chỗ đó người ta san bằng trụi lũi hết rồi. Bây giờ ở chỗ bệnh viện bỏ hoang này, cây cối nó mọc lên tùm hết trơn à. Và không ai biết nơi đây đã từng là một bệnh viện có ma như vậy hen. Bây giờ chị kể cái bệnh viện nó không có còn nữa, và người ta không có thấy vong hồn của cô y tá. Nhưng mà chị nói không biết là cổ có còn ở đó hay không, bởi chị gần với cái chỗ này nè, người ta có lập nên một cái ngôi miếu. Chị thì chị không biết cái ngôi miếu đó có phải là thờ cái cô y tá đó hay là thờ cúng vong nào đó, do để gần ngoài đường thôi. Tới bây giờ luôn chị cũng không có còn nghe kể nghe nói gì hết. Nhưng có một cái điều kỳ lạ là ở phía trước cái chỗ bệnh viện này thường xuyên xảy ra tai nạn. Ở đây có bị đụng xe rồi có nhiều người mất dữ lắm. Những người dân sống gần đây người ta mới đồn có thể trong hồn của cô y tá cổ đã di chuyển từ ở phía trong của bệnh viện rồi cổ ra ở phía ngoài đường này nè, cổ hù chọc người ta để xảy ra nhiều vụ tai nạn như vậy. Cái đó là người ta cũng đồn thôi. Đây là toàn bộ câu chuyện như được chị Thư gửi lại cho Như. Mặc dù chưa có lần nào chị trực tiếp nhìn thấy hồn ma của cô y tá đó hết, mà ở đây những người dân ai cũng biết hết rồi kể lại cho chị nghe, và chị gửi lại cho Như để Như chia sẻ lại cho quý chị vậy hen. Câu chuyện này cũng rất là ớn. Ở trong bệnh viện mà nói tới cái chuyện ma quỷ là hỡi ôi luôn. Và câu chuyện của chị Thư tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện của chúng ta ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Và quý vị, ông bà, cô, chú mình có những câu chuyện, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ đến những khán thính giả ở trong và ngoài nước ha. Bữa hôm nay là ngày cuối tuần rồi, Như chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ, thư giãn bên những người thân thương trong gia đình của mình. Và nghe chuyện xong quý vị sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Bữa hôm nay Như thấy Như kể chuyện hơi nhanh thì phải. Không biết với cái tốc độ này quý vị thấy được chưa, hay là cần chậm hơn hay là nhanh hơn nữa thì nhắn lại cho Như để Như biết cho điều chỉnh với nghe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nghe chuyện tới đây rồi, quý chị đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nghe. Cảm ơn quý chị nhiều nhiều lắm. Thôi hẹn gặp lại quý chị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý chị nghe. Bye bye.